chào các bạn. Xin chào. Bay được rồi. Mình phải tìm chỗ nào rộng hơn mới được. Phải tìm chỗ cao hơn nữa. Yeah, yeah, mình bay được rồi. Hôm nay cậu đi làm sao?
sao nhỉ? À, thì ra cậu ấy muốn được bay như những chú chim kia. Mình có cách rồi. Ô, hoan hô, hay thật đấy. Cầm lấy. Đây nữa này. Wow. Ô, Bun ơi, tớ bay được rồi này. Tớ bay được rồi. Tạm biệt Bun nhé. Wow, hay quá. Xin chào các bạn. Cậu nhìn đi, đẹp chưa kìa. Thế bây giờ muốn xuống thì làm như nào? Tháng năm tuổi thơ tươi đẹp, chuyện vui của Lu và Bun nên ngây thơ hồn nhiên trong sáng. Năm tay tung tăng đôi vui cùng bạn bè khắp châu nơi nơi, cỏ cây sắc muôn ngàn hoa, ong bướm luận vui cùng hát ca. Đẹp mãi trong